Sáng nay tại công viên văn hóa Trà Ôn, Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên giao dịch việc làm với chủ đề kết nối định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động. Phiên giao dịch có nhiều hoạt động thiết thực đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, người lao động trong và ngoài huyện tham gia. Trong phiên giao dịch, hơn 1.300 học sinh, sinh viên, người lao động đến từ các xã thị trấn, các trường trung học phổ thông trong huyện Trà Ôn và các huyện lân cận đã đến tìm hiểu, tiếp cận nhiều thông tin bổ ích từ các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, các doanh nghiệp có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây là cơ hội thiết thực giúp người lao động có thêm điều kiện để tìm hiểu sâu hơn các thông tin về tuyển sinh, tuyển dụng và thị trường đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Từ đó định hướng cho mình con đường nghề nghiệp phù hợp. Đến với chương trình ngày hôm nay thì em thấy cuộc hướng nghiệp này rất có ý nghĩa đối với em và các bạn. Và em đã chọn được ngành nghề phù hợp đối với em là ngành quản trị nguồn nhân lực. Em thấy buổi này rất là ý nghĩa. Em mong muốn sau này là em sẽ có một cơ hội, em muốn sau này có một nghề nghiệp hoặc là ổn định để có thể giúp cho đời. Theo Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn, trung bình mỗi năm huyện giới thiệu việc làm cho gần 4.000 lao động, đào tạo nghề cho từ 400 lao động trở lên và phối hợp đưa từ 200 đến 300 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Việc kết nối tổ chức các sàn giao dịch việc làm, phiên giao dịch việc làm trên địa bàn huyện đã kết nối cung cầu, giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương. Năm 2023 sắp tới thì huyện Trà Ôn sẽ đạt cái mục tiêu công tác đào tạo nghề cũng như giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn cũng như là đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn nhằm đảm bảo cho cái lao động là cũng như là hộ gia đình là nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn có cái việc làm ổn định để tăng thu nhập đời sống gia đình nhằm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm nghèo bền vững trong năm 2023 theo nghị quyết của huyện ủy đề ra. Nhờ đạt được hiệu quả tốt trong công tác định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện cho lao động tiếp cận việc làm, nên phiên giao dịch việc làm thu hút đông đảo học sinh và người lao động tham gia. Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn cho biết, cùng với việc tổ chức định kỳ tại huyện, Trà Ôn sẽ phối hợp triển khai linh hoạt các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã thị trấn, nhằm tiếp tục tạo cầu nối hiệu quả và tin cậy giữa doanh nghiệp với người lao động, góp phần cung cấp thông tin về thị trường, kết nối cung cầu, thúc đẩy sự phát triển thị trường lao động địa phương.